Con biết đến chánh pháp, con đã quy y và giữ gìn năm giới của người cư sĩ tại gia, và điều này làm cho con bị thiệt thòi về công việc và nhiều mặt khác. Chính bản thân con từ bỏ việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và sử dụng các chất say, nên con đã từ bỏ các cuộc ăn nhậu, câu cá, tụ tập vô bổ. Dù gì với con, việc giữ giới là hết sức quan trọng, cần thiết, và điều này làm cho quyến thuộc của con không hoan hỷ khi họ nhờ con bưng khui bia phục vụ cho các cuộc ăn nhậu của họ. Con từ chối thì họ không vui và họ cũng không hoan hỷ việc tu học của con. Con từng nói với chị mình về việc giữ năm giới đến chị vì muốn quyến thuộc của mình tốt đẹp hơn, nhưng chị ấy không nghe và giữa con và chị ấy có khoảng cách. Tết vừa rồi con bị bắt buộc phải cho bia rượu đến thân quyến, con không làm theo thì bị mẹ dùng quyền hành bắt con phải làm. Điều này làm con khổ tâm rất nhiều vì gia đình quyến thuộc con không biết đến đạo Phật, con xin sư cho lời khuyên nên làm như thế nào đối với quyến thuộc của mình. Nó có nhiều cấp bậc để chúng ta giải quyết. Cái cách bậc mà rốt ráo nhất ấy, tức là mình thấy là cái thế giới này nó không thuộc về mình. Thế gian này chúng sanh sống bất thiện rất là nhiều. Mình thì mình cư xử không được, sống không được. Thì mình nên tách ra sống riêng, hoặc là mình sống một đời sống không có gia đình. Thì như vậy đó, mình sẽ sống được như ý của mình. Đó là nói một cách rốt ráo. Cũng như Đức Phật ấy, trong những kiếp mà Ngài còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ, Ngài thấy những con người họ say đắm ở trong dục lạc. Thì cái việc của Ngài đó là Ngài cũng có khuyên, nhưng mà khuyên không được Ngài cũng bỏ đi. Và cái việc Ngài bỏ đi vì mục đích đó, là Ngài tu tập để khi nào Ngài giác ngộ giải thoát, Ngài có khả năng giúp đỡ được những cái thân bằng quyến thuộc của mình. Nó giống như những người lính, trước khi họ trở thành lính họ chỉ là một người nông dân thôi. Những người nông dân tay lấm chân bùn. Nhưng mà vì bảo vệ gia đình của họ, cái chuyện mà bảo vệ non sông đất nước đối với nhiều người sẽ nói là nó rất là xa lạ, rất là cao xa. Đó là dành cho những cái người lãnh đạo. Còn đối với những người nông dân, họ chỉ đơn giản họ muốn bảo vệ vợ con của họ, bảo vệ cha mẹ của họ. Chính vì vậy họ phải cầm súng họ đứng lên. Và họ bỏ lại vợ trẻ, bỏ lại con thơ. Đấy. Bỏ lại tất cả để họ đi. Họ biết họ phải hy sinh để mà họ bảo vệ những người ở lại gia đình. Thì cái sự bỏ đi của họ như vậy người ta gọi là sự hy sinh. Thì đối với những người mà xuất gia thì cũng vậy thôi. Thấy những con người, nhất là thân bằng quyến thuộc của mình, chúng sanh thế gian thì nó cao xa lắm, nhưng mà ít nhất những thân bằng quyến thuộc mình họ quá khổ, họ không biết là họ khổ. Và cái cách cư xử của họ thì nó sẽ đi vào những con đường ác đạo không có xa. Thành ra là họ hy sinh để mà họ xuất gia, họ tìm con đường giác ngộ giải thoát. Và khi họ tìm được con đường đó rồi, họ sẽ quay về họ độ lại gia đình của mình. Đó cũng là một sự hy sinh. Đấy. Còn cách thứ hai thì chúng ta chấp nhận sống chung với lũ, tức là chúng ta vẫn sống chung với gia đình, nhưng mà chúng ta có tùy theo cách của mỗi người mà chúng ta có những cái cách khác nhau. Với một số người đó họ không, rất là khó để mà bắt họ phải mềm mỏng, và cái cách giữ giới của họ thì nó rất là, thì nó rất là thẳng thắn. Sẽ lấy ví dụ như vậy. Khi mà sư về thăm quê đó, hồi xưa khi mà còn là cư sĩ, không phải là nhiều đâu, chỉ là trong những cái năm mà sư chưa sư có cái ý định mà sư chuẩn bị xuất gia thôi, thì khi đó cái quyết tâm giữ giới sư rất là cao. Thì khi mà sư về quê đó, cái người nhà làm món này món kia đãi đằng sư phân rất là kỹ. Ví dụ như gà, họ đem gà họ giết thì không có ăn,
không ăn, cũng không có nói cho người khác biết, chỉ đơn giản mình không có ăn, cũng ngồi vào bàn, cũng ngồi vào bàn mà không có ăn. Nhưng mà từ từ á, thì mẹ của sư thì mới phát hiện là cái con nào mà mình giết thì nó không ăn, thì từ từ mới hiểu à, nó ăn nó tam tình nhục, tức là cái gì mà con mà nó không thấy không nghe không nghi thì nó mới ăn, còn mà cái con mà mình giết cho nó không ăn. Đấy, từ từ là một người nhà mình sẽ hiểu á. Rồi khi mà quý vị thấy là sư rất là trẻ, sư rất là trẻ, thì trước khi xuất gia đương nhiên là sư vẫn rất là trẻ, thì vẫn phải đi tiệc tùng, rồi đi nhất là ở miền Bắc ấy, nói chung là những cái xóm mà là người Bắc di cư vào Nam ấy, thì cái văn hóa là ăn nhậu nó rất là nhiều. Người miền Nam thì cũng ăn nhậu nhưng mà nó không giống cái kiểu miền Bắc, tức là họ hàng bà con nhà này đãi xong rồi là quay qua nhà kia đãi, nhà kia đãi con chú năm rồi cháu chú bảy rồi con mợ ba đó, là cứ đãi tới đãi lui, có khi là một ngày một tháng như vậy á, là mình đi ăn cỗ của xung quanh làng xóm không thôi, đó là ăn có khi là hơn 10 ngày, ăn thường xuyên đấy. Thì hơn nữa là đã nói là thuộc gia đình ấy, thì cô dì chú bác rồi nội ngoại rồi ban giao tế lễ toàn là người quen người thân người nhà mình không ăn. Nhưng mà khi mà sư ngồi xuống ấy, thì sư chú nước ngọt thôi, và nếu như mà mời mà ép ấy, thì đứng dậy về buồn chịu. Cái cách hồi xưa mà cái cách sự giữ giới là buồn chịu, chứ còn ép uống là đi về không uống đấy. Nó là như vậy. Còn nếu như mà quý vị mềm mỏng hơn thì cũng uống nước ngọt thôi à. Còn nếu như mà người ta kêu là đi đi tặng cái này tặng cái kia thì quý vị cầm tiền, mà thay vì quý vị mua bia mua rượu thì quý vị mua nước ngọt hoặc mua cái gì đó mà cái giá trị tương đương đem đến tặng người ta, chứ mắc mớ gì mà mình phải đi mua bia mua rượu làm chi. Ừ. Đấy à, hoặc là mình đi mình bán ví dụ như kia mình bán cái bia rượu ở nhà đi bán đi, rồi mình lấy tiền mình mua nước ngọt mình đi mình tặng cũng được. Nói chung là có nhiều cách để mà mình linh hoạt ha, linh hoạt để mà mình biến đổi. Tuy nhiên á, cái sự lựa chọn mình không có nhiều đâu, và tùy theo cái trí tuệ của mỗi người, và tùy theo là mình có chấp nhận mình hy sinh hay không. Nó giống như là một cái sư thường hay kể đó, ví dụ như mình và gia đình của mình đi vào rừng vừa đói vừa khát vừa mệt, mà đi vào trong một thấy một cái hang mà mình có con gấu con, thì người nhà mình cứ đòi là làm thịt đi đó, rồi ở lại trong cái hang đó để qua đêm, rồi đói khát mệt thì cứ làm thịt con gấu đi rồi ăn rồi lót bụng. Nhưng mà mình bằng cái kinh nghiệm đi rừng ấy, mình biết rõ là cái gấu cha gấu mẹ nó không có cách đây không có xa đâu, và nó chuẩn bị nó trở về rồi, và nếu như mà tiếp tục ở đây thì chắc chắn là cả gia đình mình sẽ chết. Thì như vậy quý vị có chấp nhận nghe theo lời của cha mẹ hoặc là vợ chồng của mình hay không, hay là mình dù có chết dù cho cha mẹ có từ mặt mình đi chăng nữa thì mình vẫn quyết chí là mình dắt cho được cha mẹ mình đi ra khỏi cái hang động đó. Thì cái việc giữ giới cũng vậy, mình biết là cái việc mà không giữ giới là cái con đường mở cửa đi địa ngục, không phải chỉ một kiếp mà rất nhiều kiếp, mình biết rõ như vậy. Nhưng mà ác nổi con gấu thì có khi nó trở về liền, người ta biết sợ, chứ còn cái nghiệp và quả cái nghiệp nó không có chỗ liền. Thành ra mình có dám hy sinh mà mình chịu những cái lời mà trách mắng hay không thì đó là quyết định của mình.